Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2022 với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự đã được tổ chức ngày hôm nay 28 tháng 12 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng, Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, các ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 8, trưởng các ban, kiểm tra kỷ luật, giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, đại diện lãnh đạo báo bóng đá, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, Tổng thư ký và các phó tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng được triệu tập để báo cáo các công tác liên quan tại hội nghị. Hội nghị đánh giá hoạt động bóng đá trong năm 2019 đã đạt được các thành tựu nổi bật và thể hiện sự tiếp nối thành công trong khoảng 3 năm liên tiếp gần đây. Các thành tích của đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển trẻ, đã mang lại tác động tích cực cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Trên tinh thần hướng tới những mục tiêu mới, hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết năm 2019 và phương hướng triển khai cho năm 2020 để trình Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2019. Hội nghị cũng nhất trí với báo cáo của Ban Kiểm tra Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thống nhất trình Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2019 danh sách đề xuất kết nạp 2 tổ chức thành viên mới là Liên đoàn bóng đá tỉnh Hà Giang và Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2019. Liên quan đến công tác tổ chức thi đấu, hội nghị đã thống nhất kế hoạch tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia năm 2020, các câu lạc bộ tham dự giải, cúp các câu lạc bộ vô địch châu Á và Đông Nam Á, thống nhất giữ nguyên quy hoạch số lượng đội tham dự giải vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia năm 2020. Hội nghị nhất trí với đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung quy chế bóng đá chuyên nghiệp nhằm tạo sự phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Một nội dung đáng chú ý khác là hội nghị đã thông qua chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện cơ sở vật chất cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ quỹ FIFA Forward. Điều này sẽ giúp Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đáp ứng tốt hơn nữa công tác tập luyện, tập huấn của các đội tuyển quốc gia cũng như công tác đào tạo bóng đá trẻ. Một mảng công tác khởi sắc khác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được báo cáo tại hội nghị là công tác tiếp thị và vận động tài trợ. Theo đó, trong năm 2019, nguồn thu từ công tác tiếp thị và vận động tài trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt được kết quả vượt 150% so với mục tiêu đề ra. Đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm này có 11 đơn vị tài trợ. Các giải bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia hầu hết đều có các đơn vị đồng hành tài trợ với giải. Năm 2019 là năm đầu tiên giải bóng đá hạng nhì quốc gia có được nhà tài trợ. Một số giải trẻ cũng đã ký được hợp đồng dài hạn nhằm hỗ trợ kinh phí tổ chức giải. Hội nghị tin tưởng những kết quả đáng ghi nhận đạt được trên các mặt công tác trong năm 2019 sẽ tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngay sau khi hội nghị khép lại, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi trao đổi với báo chí để trả lời các câu hỏi cũng như thông báo về nội dung hội nghị. Ngày mai 29 tháng 12, Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là dịp để các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đánh giá, tổng kết kết quả của một năm hoạt động và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2020 sắp tới.